bốn món nợ tuyệt đối không nên mắc giữa những người thân trong gia đình. Nếu bạn đang mắc dù chỉ là một trong bốn món nợ dưới đây với người thân của mình, thì hãy tìm cách trả ngay bởi đó chính là cách để duy trì hạnh phúc gia đình và nhiều quyền lợi khác của chính bạn. Mỗi người đều có gia đình, người thân và giữa những người thân với nhau để có thể xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và hài hòa thì hãy tránh xa bốn món nợ sau. Thứ nhất, không nợ về kinh tế. Mặc dù có ý kiến cho rằng, giữa những người thân với nhau, không nên phân biệt rạch ròi tiền của tôi, tiền của anh, như thế tình thân sẽ càng thân. Tuy nhiên, tục ngữ có câu, thân huynh đệ, mình toán trứng, tạm dịch là dù có là anh em thân thiết thì tiền bạc cũng phải phân minh, minh bạch, rõ ràng. Giữa anh em ruột thịt hoặc họ hàng thân thích, đúng là có những thứ không thể tính sao cho rạch ròi, nhưng trái lại, có những thứ không thể qua quyết cho xong, lúc cần tính toán rạch ròi sẽ cần phải tính. Sự tính toán rõ ràng ở đây không gây mất đoàn kết mà ngược lại. Trên thái độ qua loa, tính toán mập mờ, để lâu mới tạo ra những băn khoăn, trách cứ, không hài lòng trong suy nghĩ của mỗi người. Cho nên về tiền bạc và lợi ích, nếu chúng ta không thể làm được điều vĩ đại như câu chuyện, khổng dung, nhường lê, tình nguyện, nhường hẳn lợi ích của mình cho người khác, xin hãy tính toán rõ ràng các vấn đề về kinh tế để không ai nợ ai dù giữa các bạn có mối quan hệ ruột thịt gần gũi. Thứ hai, không nên nợ trách nhiệm. đời người giống như một sân khấu mà ở đó giữa những người thân với nhau chúng ta là những vai diễn khác nhau bao gồm có con bố mẹ chồng vợ anh chị em và mỗi vai diễn đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình. ví dụ người làm con phải có trách nhiệm hiếu kính phụng dưỡng người già không được nợ trách nhiệm hiếu thuận với bề trên. Là bố mẹ sinh con ra phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái, không được nợ trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy bảo con. Là vợ chồng phải có trách nhiệm yêu thương, chăm lo cho nhau, chân thành và khoan dung, không được nợ lẫn nhau, sự chân thành và độ lượng. Là anh chị em ruột thịt, chung một dòng máu phải có trách nhiệm hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, không được nợ trách nhiệm tương hỗ. Thứ ba, không nợ ân tình. Ở bên bạn bè, chúng ta không nên nợ món nợ ân tình giữa những người nhà trong gia đình thì điều này càng nên phải tránh nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ chối tất cả những tấm ân tình mà người khác dành cho mình mà ở đây nhấn mạnh vào quan điểm báo đáp và trả ơn tình cảm giữa những người thân khó có thể tính toán rạch ròi bởi lẽ tình cảm mà người thân dành cho nhau là tự nguyện không cần báo đáp nhưng chính bởi thế chúng ta mới cần phải có lương tâm càng phải báo đáp gấp nhiều lần hơn có những ân đức ở đời, ví dụ như ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, chúng ta cả đời cũng không báo đáp hết, thế nên đạo làm con luôn phải nỗ lực không ngừng để tận hiếu với bề trên, có thể báo đáp được đến đâu, hãy báo đáp đến đó. Thứ tư, không đợi thời gian. Những người thân thiết nhất của chúng ta ít khi yêu cầu chúng ta phải đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Đơn cử như với những người làm cha mẹ, chỉ cần gia đình có thể đoàn viên, mọi thành viên khỏe mạnh không đau ốm và gia đình đầm ấm hạnh phúc sống qua ngày, thì dù cơm canh đạm bạc cũng vẫn thấy vui hơn vì được ăn sơn hào hải vị. Chúng ta đừng đợi đến lúc con cháu mua báo hiếu nhưng người thân đã không còn, mới hối hận không nguôi. Hãy cố gắng bỏ thời gian rảnh rỗi để vui vẻ quay quần bên người thân. Đừng bao giờ mắc nợ họ món nợ thời gian. Giữa những người thân thiết trong gia đình thì hãy cư xử để sau cho chúng ta không phải nợ nhau bốn món nợ trên. Và có như thế thì gia đình mới hài hòa, viên mãn tình đồng ấm hạnh phúc sẽ là nguồn động lực vô hạn để mỗi thành viên thăng hoa trong cuộc sống với tình yêu thương luôn tràn ngập trong con tim và khối ốc. Huyền Bí TV kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, chấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.